Trong cuộc đời này nè, trong công việc nè, trong nghề môi giới nè, bạn đang bỏ đi rất nhiều nguồn lực mà bạn không biết xài. Trong cuộc đời của bạn cũng vậy, bạn xài hết năng lực bản thân mình chưa? Bạn đang làm nghề môi giới, bạn đã xài hết nguồn lực của nghề môi giới chưa? Bạn đang ở ATA, bạn đã xài hết nguồn lực của ATA chưa? Đầu tiên là rất là chào mừng và chúc mừng tất cả các anh chị đang hiện diện ở đây trong một cái ngày thứ hai của tuần đầu của tháng 8, rất là năng lượng, và anh Hân ảnh cũng đã đưa mọi người tới cái cảm xúc này, cảm xúc kia dành cho anh Hân và tất cả các anh chị nhận tay Hân to. Tuấn mới vừa về từ Sài Gòn, tuần vừa rồi là Tuấn làm việc tại Sài Gòn, được chưa? Sài Gòn, Tây Ninh, rồi Long An, Bình Tân là bốn nơi mà Tuấn đã làm việc trong tuần vừa rồi, và mới vừa về hôm khuya thứ bảy. Hay cho Tuấn hỏi là hai bạn thôi, hai bạn đi, một bạn mới, một bạn cũ, lý do gì mà bạn vẫn còn làm bất động sản lúc này, và lý do gì mà bạn đang ngồi đây? Hai bạn, bạn mới một bạn cũ đi. Bạn mới, em là cũ hay mới? À rồi, ok, một bạn vừa vừa, một bạn mới, bạn cũ rồi. Bạn vừa vừa nói trước rồi, xin mời bạn, dành cho bạn Liên một tràng vỗ tay. Ok rồi, cảm ơn bạn Nguyên. Thì Tuấn sẽ được tóm lại những lý do mà ba bạn đã chia sẻ để đến với nghề bất động sản, đến với ATA. Thứ nhất là vì thu nhập, đúng không? Thứ hai là tuổi nghề không giới hạn, đúng không? Không quan trọng trình độ, đúng không? Không quan trọng nhan sắc và độ già. Sự mất đi của thanh xuân vẫn còn làm được, với nghề khác là phải lùi vào hậu cung rồi, nhưng mà môi giới là vẫn làm tiền tiến được, đúng không ạ? Càng lớn tuổi thì càng mặn, càng gừng càng cay, làm nghề càng đã, rồi được đi du lịch mọi nơi trên thế giới, rồi thu nhập là đột phá trên năm, tính thu nhập trên năm chứ không phải là trên tháng nữa. Rồi gì nữa? Được phát triển bản thân, được nhiều mối quan hệ, quá trời cái được luôn, đúng không ạ? Rất nhiều cái được. Vậy tại sao lại có những người dễ đến, dễ đi? Gia nhập thì dễ, nhưng mà về để mà vinh quang thì có dễ không? Nó nằm ở phía sau ha. Mọi người chờ xem. Tuy nhiên, Tuấn sẽ chiếu cái này cho mọi người xem một tí. Hình này hồi nào các bạn? Hình này hồi nào? Dành cho cái hình này một tràng vỗ tay. Ở đâu mà nó có cái hình này? Và hình này nó có ý nghĩa gì các bạn? Tại sao Tuấn lại dùng cái hình này lúc này? Xin thưa các bạn, mà nhìn coi cái hình này Tuấn mới vừa chụp lúc nãy anh Hân đứng đây nói. Và bạn coi cái hình này, cái màn hình của anh Hân. Bạn coi cái màn hình lúc này khác nhau cái gì? Màn hình này đúng không? Nãy là cái màn hình bạn đang xem đúng không? Bây giờ là cái màn hình này đúng không? Nó full HD không? Full HD không? Sáng hơn không? Bạn nói lên điều gì? Nói lên điều gì? Nói lên điều gì? Trong cuộc đời này nè, trong công việc nè, trong nghề môi giới nè, bạn đang bỏ đi rất nhiều nguồn lực mà bạn không biết xài. Trong cuộc đời của bạn cũng vậy, bạn xài hết năng lực bản thân mình chưa? Bạn đang làm nghề môi giới, bạn đã xài hết nguồn lực của nghề môi giới chưa? Bạn đang ở ATA, bạn đã xài hết nguồn lực của ATA chưa? Giống như cái mạng, cái tivi này nè, nó sẽ full, nhưng mà do anh Hân anh gắn cái máy tính của anh. Rồi giờ anh Hân lấy gắn qua máy tính của Hân đi ha. Là nó lên là nó có nhiều đầy à, nhưng mà gắn vô cái máy tính của Tuấn nó khác à? Ủa, cũng là cái nguồn lực tivi, nhưng hai máy tính khác nhau đang cho ra hai kết quả khác nhau. Vậy là do cái tivi hay do cái máy tính? Do cái máy tính chứ không phải do cái tivi. Và cái máy tính đang bỏ bớt, máy tính của anh Hân đúng hơn là đang bỏ bớt nguồn lực của tivi, xạm hết. Cũng là ATA nhưng sẽ có những người khác nhau. Cũng là thị trường bất động sản nhưng sẽ có những người khác nhau. Cũng là căn hộ, cũng là đất nền, cũng là biệt thự nhưng sẽ có những người có kết quả khác nhau. Bạn đang hiểu điều Tuấn đang nói không ạ? Bởi vì rất nhiều người trong cuộc đời này, trong kinh doanh, trong công việc, họ đang không biết sử dụng hết nguồn lực. Mà nguồn lực ở đây nó không chỉ là tiền, mà nó là mối quan hệ, là chất xám, là kiến thức, là đòn bẩy, là trí tuệ, là quan hệ, là đồ đệ, là công nghệ. Tuấn 10 năm trước cũng chả biết gì về công nghệ,
viết Word, Tuấn không biết viết nữa các bạn. Đó là lý do mà Tuấn rất mê Tuấn Anh từ khi mà Tuấn gặp ảnh năm 2013-2011. Là theo ảnh học, không biết một cái gì của công nghệ các bạn, không biết cái gì hết. Tuấn chỉ biết là người giỏi bán hàng và huấn luyện. Là Tuấn gặp anh Tuấn Anh từ những cuối 2011, từ thời Tuấn làm với Tuấn Khanh. Và cái người bán hàng là người rất là giỏi cảm xúc, nhưng rất yếu về tài chính và công nghệ. Đó là Tuấn của những năm trước. Và sau đó thì Tuấn biết mình yếu gì, Tuấn lấp liền. Và bây giờ thì Tuấn hiểu về tài chính, dòng tiền thế nào, tài chính nó làm sao, doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Và bây giờ không chỉ là tài chính mà còn những con số nữa. Và không chỉ là tài chính mà Tuấn cũng đã bắt đầu tập chơi Facebook từ những năm đó. Có nghĩa là mình biết mình đang, nguồn lực trong vũ trụ này là vô hạn, trong cuộc đời là vô hạn, chỉ có mình tự giới hạn mà thôi. Và ngay cả bản thân ta các bạn, ta cũng không xài hết chính mình nữa. Có một câu mà tôi rất là tâm đắc của thiền sư Minh Niệm, ông nói là gì ạ? Cái nhận thức của bạn tới đâu á thì bạn sẽ nhìn cuộc đời tới đó. Nhận thức của bạn tới đâu thì bạn sẽ nhìn thế giới này tới đó. Tuấn cửa 10 năm trước khác lắm các bạn ạ. Và Tuấn cửa 10 năm này khác lắm các bạn ạ. Tôi biết bản thân mình khác lên từng ngày. Giống như sáng nay Tuấn có post status trên Facebook, 10 năm trước Tuấn đã đi dạy về kỹ năng giao tiếp, thu được người 190.000 nữa các bạn. 10 năm trước nha. Lúc đó là hãy theo đuổi đam mê, nợ nần sẽ theo đuổi bạn. Công ty Khai Tuệ Tuấn sáng lập và Tuấn điều hành, Tuấn làm từ A đến Z, CEO, phát tờ rơi, bán vé, quét nhà, giao telesale, treo băng rôn, diễn thuyết, Tuấn làm từ A đến Z. Một ngày 190.000 nó về kỹ năng. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta đang nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Thế bạn nhìn lên đây nè, đây là cái gì các bạn? Đây là cái ly nước, đúng không ạ? Bạn thấy gì trong ly nước này? Cái lăng kính của bạn á như thế nào, bạn chỉ nhìn ra cuộc đời thế đó. Cái tâm của bạn tới đâu, bạn sẽ nhìn ra cuộc đời tới đó. Cái tầm của bạn tới đâu, bạn sẽ nhìn ra cuộc đời tới đó. Và cái nhận thức của bạn tới đâu, bạn sẽ nhìn ra cuộc đời tới đó. Chắc chắn với bạn một điều, tại sao hồi nãy á, cái TV này nè, bao nhiêu người cùng nhìn không ai để ý. Anh Hân luôn xài màn TV máy tính lỗi thời để tạo ra cái phiên bản chưa xuất sắc trên cái TV. Tuy nhiên chúng ta là gì? Hay không chú ý, hay không bỏ lơ. Và đó không phải là Tuấn không nói cái chuyện này, nhưng Tuấn muộn chuyện này để nói cuộc đời của bạn đó. Là bạn đang bỏ rất nhiều nguồn lực để mình thành công nhanh hơn. Cũng giống như tại ATA là một cái nguồn lực cho bạn, nó là cái phòng gym. Tập cho bạn về trí tuệ, về mối quan hệ, về cơ bắp, về kỹ năng, về kiến thức, v.v. Nhưng đi nhanh hay đi chậm là tùy vào bạn. Cũng như ngay lúc này Tuấn đang nói chuyện với bạn, nhưng Tuấn tin chắc ở đây có 35 người thì mỗi người hiểu một kiểu khác nhau. Mỗi người sẽ tự hiểu một kiểu khác nhau theo nhận thức của mình, theo cái bộ lọc của mình. Mà nhận thức bộ lọc đó đến từ đâu? Từ trong bụng mẹ cho tới lớn lên, cho tới trải nghiệm, cho tới đau khổ, cho tới sung sướng, cho tới khó khăn. Mà trong NLP nó gọi là bộ lọc đó, cái nhận thức của chúng ta đó, thì chắc chắn nó sẽ ra khác nhau. Nên một vấn đề á, người ta tiếp cận là gì? Là ly nước chỉ có một nửa, hay là ly nước đã có một nửa khác không? Thay vì ly không thì bây giờ đã có một nửa ly nước, mình uống một đỡ khác. Mà thường người ta không có nhìn vào những cái mình đang có, mà người ta còn là nhìn những cái mình chưa có không à. Và đó là lý do mà người ta đau khổ, người ta bất an. Và cuộc đời nó luôn luôn là gì các bạn? Cơ hội và gì? Thách thức. Giống như cái nghề bất động sản, nó có cơ hội và thách thức. Cái thị trường lúc này nó có cơ hội và thách thức. Vậy thì bạn đang nhìn cơ hội hay bạn đang nhìn thách thức? Như bạn Liên là đang nhìn cơ hội nè. Còn nhiều người bỏ chạy là nhìn thách thức nè. Bạn thấy cơ hội này hay quá, mình được học, mình có thời gian, mình rèn luyện, mình nâng cao giá trị bản thân, vân vân vân. Để mình chắc chắn mình tăng tốc khi thị trường bắt đầu lên 1-2 năm tới. Còn nhiều người khác thấy đây là thách thức, người ta sẽ rời đi. Nên mới có câu là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian nan nan sẽ dành phần ai. Tuy nhiên cuộc đời nó phải là gì ạ? 5-4-2-6-1 gì đấy. Bài hát chân tình gì đó, đúng không? Cuộc đời này nó phải là chân tình, nó phải là thực tế. Nào đây, và tiếp tục bạn sẽ nhìn thấy cái gì? Môi giới bất động sản đi dễ nhưng mà rất là khó về. Nhập thì dễ nhưng mà trụ thì mới khó. Tuấn làm bất động sản tới giờ gần 8 năm các bạn. Và Tuấn đã chứng kiến rất nhiều người đến với bất động sản, rất nhiều người ra đi, rất nhiều người thành công, rất nhiều người phát triển. Nhưng mà phần lớn Tuấn thấy người ta còn làm là còn thành công, còn làm là còn thành công, rất thành công luôn. Và một năm làm môi giới, nếu bạn làm đúng thời điểm, nó bằng 10 năm bạn làm bên ngoài. Về thu nhập, về nhận thức, về nhiều thứ nha.
Đó. Nên nhập thì dễ mà trụ thì mới khó. Ai muốn trụ đâu. Được giờ tùy bạn nha. Mọi thứ là trong cuộc đời này tùy. Bởi vì mọi thứ nó phải là xứng đáng. Bạn đừng bao giờ trung thành với một tổ chức không xứng đáng. Bạn đừng bao giờ hết lòng với một đối tượng không xứng đáng. Tùy vào bạn. Cái quan trọng là win-win. Bởi vì nó là phù hợp và hiệu quả. Thế thì đây, bạn xem để bạn trụ thì bạn làm gì? Đây là nguyên lý trên dòng kẻ và dưới dòng kẻ. Nếu cuộc đời á, mà nó chia ra các bạn, nó có một cái dòng kẻ cho bạn. Dòng kẻ giữa cơ hội và thách thức, dòng kẻ giữa người thành công và người thất bại, về dòng kẻ với người tự tin và tự ti. Thì bạn đang nằm ở dòng nào? Phần trên hay phần dưới? Môi giới cũng vậy. Tuấn với cá nhân Tuấn Nhan, Tuấn thấy ngay lúc này là lúc mà Tuấn đang nghiệm, trải, hiểu, thấm nhiều nhất về người môi giới. Và Tuấn rất tin tưởng bản thân mình sẽ thành công trong cái 7 năm tới, là tới 2030. Mình đi đúng quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Khánh Hòa 2021-2030. Và 7 năm nữa thì Tuấn mới bén duyên với nghề này 15 năm mà là bằng anh Hân là 15 năm ngành y thôi. Và cũng gần gần bạn Phượng ngành y thôi. Là 7 năm nữa nha, là 2030 là Tuấn của anh Hân bây giờ. Nhưng chắc chắn về mọi thứ sẽ khác hẳn anh Hân bây giờ. Chắc chắn về mọi thứ, tiền bạc, sự nghiệp, thăng tiến, mối quan hệ, trải nghiệm chắc chắn sẽ khác. Xin phép dùng anh chỗ này để so sánh để, tại vì mình nói cái gì nó thực tế thì mới dễ vô. À vậy hả? Mình nói gì cho nó thực tế dễ vô, được chưa? Đây. Lý do người ta hay sống ở cái phần dưới này các bạn, là do khó thì trường khó, do nhà em nghèo, do em quá trẻ, do em không có mối quan hệ, cái do em chưa có tiền, chưa thành công, kết quả ngày hôm nay của em là do ai đó, không phải do em, do chính phủ, do thị trường, do công ty, do ông hàng xóm, do chồng em, do vợ em, do con em, do bố mẹ em không chịu giàu, chứ giàu là em ngon rồi. Do ông Robert, ông nói chưa hết phần bên phải kim tứ đồ. Ông mới nói dành cho ngành mạng, ông chưa nói dành cho ngành bất động sản. Ông Tuấn sẽ nói. Vài bữa ở ATA sẽ có một chương là một phần chia sẻ là những điều Robert Kiyosaki tác giả dạy con làm giàu đang chưa cho bạn biết. Chắc chắn sẽ có phần đó. Bởi vì ông thời ông tới ngành mạng à, MLM à, giống như Việt Nam những năm 2000, 2007, 2008, 2010 là đó là trend của ngành mạng, đi đâu của ngành mạng. Nhưng sau đó bất động sản lên ngôi, ngành mạng xuống. Và bạn làm ngành mạng giống như bạn đi lội ngược dòng vậy đó. Nước nó cạn, tại vì Việt Nam mình không có cổ vũ, không có truyền thông, không pháp luật, chưa thật sự cổ vũ. Còn bất động sản là gì? Là ngành quan trọng, trọng điểm của quốc gia. Chủ chính phủ, thủ tướng phải hợp liên tục tháo gỡ, các bộ ngành tháo gỡ liên quan tới, tại vì Việt Nam là như thế. Còn vậy con làm giàu của Mỹ thì ông Đông nói tới cái đoạn là MLM thôi, xong rồi mang về Việt Nam thì nó chỉ tồn tại được, nó nổi trội lên được từ những năm 2000 đến 2010. Và bây giờ bắt đầu nó dần chỉ còn một vài công ty cải tiến theo mô hình là online, tích hợp truyền thống hiện đại, công nghệ thì mới có thể là phát triển giữ được. Nhưng ông Robert chưa nói về bất động sản. Bất động sản mới là trend. Nên cái quyển dạy con làm giàu qua Việt Nam phải thêm một chương nữa do Nguyễn Anh Tuấn nhét vô. Bên kim tứ đồ, bên phải con đường ngắn nhất để bạn trở thành làm chủ và làm đầu tư bằng bất động sản. Chắc chắn với các bạn, bao nhiêu các bạn đã đọc dạy con làm giàu rồi. Và Tuấn nói cái điều này các bạn thấy hợp lý không? Chắc là vài bữa Tuấn sẽ làm video trên kênh YouTube Nguyễn Anh Tuấn, những điều Robert Kiyosaki chưa tiết lộ cho bạn. Quay trở lại là thường người ta sống dưới dòng kẻ này là đó, bào chữa phủ nhận, trời khó có gì đâu, em buồn quá, em khó quá, tài chính cho em, tại sao người ta không quý em, mà người ta đổ lỗi sống ở vùng nạn nhân các bạn. Mà nạn nhân thì sao ạ? Đây lý do, toàn là lý do. Mà doanh nhân á, ông Jim Rohn nói là gì các bạn? Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Mà người lý do thì ló dư thì là người thất bại đó. Là cuộc đời nó sẽ te tu toàn là lý do, tại vì mình cứ đổ thừa đổ lỗi. Vậy thì bạn muốn là người lý do hay bạn muốn là người giải pháp? Bạn là muốn là người nguyên nhân hay là hậu quả? Bạn muốn người nào? Bạn muốn người ở dưới hay ở trên? Bạn muốn nằm dưới hay nằm trên? Tùy bạn nha.
Và đây người ở trên dòng kẻ là gì ạ? Là làm chủ, tôi làm chủ cảm xúc của tôi, thói quen của tôi, cuộc đời của tôi, tài chính của tôi, mối quan hệ của tôi, nghề môi giới của tôi, vân vân. Bạn làm chủ cuộc chơi, bạn lái xe, khi bạn giao cho người khác lái với bạn lái lúc nào bạn an tâm hơn? Phần lớn là tự lái sẽ an tâm hơn đúng không? Trừ khi bạn không biết lái hoặc mà lái rất yếu giống Tuấn thì ok giao, nhưng phải tìm thằng giao. Giao cho thằng Hải, nó lái với giao cho anh Minh Cao là chết luôn. Nó ngủ không dám ngủ. Cũng nghĩa là mình không biết lái là yếu, mình phải giao, nhưng mà phải tìm người mình giao. Chứ đâu phải giao bừa được, mạng mình mà. Đó, nó là cuộc đời mình phải làm chủ. Đó. Rồi phải làm gì các bạn? Tin tưởng. Tin tưởng vào bản thân. Tin tưởng vào giá trị. Sự tự tin. Đó. Cái nghề này nó có cái gì hay đó, mình tin tưởng và mình chịu trách nhiệm. Phàm mọi sự trong đời xảy ra đều có nguyên nhân của nó và mình chịu trách nhiệm với nó. Có nghĩa là ngay lúc này mình đang ngồi đây nè, tay mình đang vòng nè, tay mình đang núm nè, mình đang cầm điện thoại nè, mình đang chống càm nè, mình đang suy nghĩ nè, đang nghe ông Tuấn nói nè, đang gãi đầu nè, dục đù không có tóc vẫn gãi nè. Đúng không? Là do ai? Do mình. Mình sờ vô túi mình chưa có tiền nè, mình cầm lên tài khoản là tài khoản nợ âm nè, chưa trả tháng này chạc rồi mà chưa trả nè, rồi đầu tháng rồi không được nhận lương nè, rồi không có hợp đồng nè, hôm nay là ngày 7 rồi nè, đó 1/4 của tháng rồi, mọi thứ nó diễn ra là do ai? Do mình. Rồi ai chịu trách nhiệm? Mình. Nên là mới có bài hát là đời tôi là của tôi, đúng không? Và mây xanh kia là của trời cao. Nên đời mình, gia đình mình là của mình, còn gia đình thằng khác là của thằng khác. Được chưa? Nên là nhà ai nấy lo. À, nên là mọi thứ là phải do mình. Kết quả là do mình. Mình phải là đây nè. Hiện tại tôi đang zero kết quả là do ai? Do mình. Cái sự phản hồi của hiện tại là nó đang nói lên quá khứ của bạn đã chuẩn bị chưa? Đã tu luyện đủ chưa? Chứ ai không muốn thành công nhanh? Chứ ai không muốn giàu? Tôi cũng muốn giàu vậy các bạn. Tôi cũng muốn có vài triệu đô nhanh chứ. Nhưng mà nó đang bây giờ là có gì đó nó sai sai trước đây. À, mình học chưa tới, mình làm chưa tới, thầy chỉ chưa tới, hơi một xíu gì đó là trời chưa thương, đất trời chưa thương. À, nhưng mà đó, nên là bạn phải nhận ra mình đang ở đâu. Giống như bữa tôi nói rồi đó, biết mình không biết, biết mình đang thiếu tiền, biết mình đang thiếu mối quan hệ, biết mình đang thiếu kênh YouTube, biết mình đang thiếu kiến thức pháp luật, à, biết mình đang nghèo. Mình phải biết mình cái đã, đồng ý không? Chứ còn mình không biết mình thì mình làm sao mình chữa cho mình? Mình không biết mình sao làm biết khách hàng được? Muốn bán hàng thì bạn phải biết mình trước khi biết khách hàng. Biết mình biết ta, chăm chọn. No, Phú nói đúng nè, chăm không thua. Chứ làm gì chưa chắc thắng đâu bạn. Bởi vì 1 mét vuông 10 ông môi giới mà, một sản phẩm mấy chục ông môi giới bán mà. Làm gì có cái chuyện mà bạn biết là bạn thắng. Em rất tốt mà chị rất tiếc vì bên kia nó cắt máu nhiều hơn em mà. Chị quý em lắm, thương em lắm. Nhưng bên kia nó cắt máu nhiều hơn nên ok, chị em mình vẫn là chị em. Nhưng chị mua hàng của bên kia có không? À, đó là cuộc đời. Cuộc đời nó có những sự thật rất là đau thương nhưng đó là cuộc đời. Và chúng ta ở trong đời thì chúng ta phải chấp nhận cuộc đời. Và bạn muốn ở dưới hay ở trên là tùy mình. Muốn là người thất bại hay người thành công là do mình. Sống ở trên dòng kẻ hay dưới dòng kẻ là tùy mình. Có ai đang nằm ở đây không? Ở ngay cái dòng kẻ không? Có nghĩa lúc nắng lúc mưa, hôm qua thì buồn, hôm nay thì vui, hôm kia cố gắng, hôm nay bình thường, hôm nay khó, hôm nay giàu, có là chơi, có không? Có ai chơi giống như rap vậy, đứng dưới giữa nằm trên dòng kẻ ha. Có không? Cũng có rồi nha. Có người thích nắng mưa, cảm xúc nó giống như dây điện vậy, nhạy cảm quá đáng á, đụng vô cái là tan chảy. Có không? Có một số người nhạy cảm quá đáng, gọi là lập trường không vững vàng. Có chứ, đúng không? Vậy thì chọn gì do bạn nha. À, đây, đây là cái điểm quyền lực để bạn. Nếu không và đến 10, cuộc đời của bạn á, nếu bạn chọn 10 điểm là thành công, là giàu có, là đi du lịch, là nhiều tiền, là biết nhiều, là mối quan hệ nhiều, là cảm xúc, là tinh thần, là tâm hồn, vân vân, là 10 điểm. Và bạn muốn 10 điểm năm nào? Bạn muốn bạn 10 điểm của năm nào? À, không còn 10 điểm, 9 điểm. Năm nào bạn sẽ được 9 điểm? Tuấn thì muốn 45 tuổi, Tuấn được 9 điểm các bạn à. Tuấn là mục tiêu 9 điểm năm 45 tuổi 2030. Với Tuấn nha, là năm 2030 Tuấn phải được là 9 điểm.
đây 45 đi, 45 tuổi 2030, đây là mục tiêu của mình. Có ai ở trong đời sống không cần mục tiêu, không có mục tiêu không? Có không? Cũng có mà không nói ra thôi. Nhưng mà riêng Tuấn thì Tuấn phải có mục tiêu. 2030 Tuấn muốn Tuấn chín điểm là năm đó là 45 tuổi. Tại vì tới đó 60 năm cuộc đời mà còn 15 năm mới đi tìm lại chính mình rồi đi chia sẻ, đi enjoy được chứ. Chứ không lẽ cày cả đời, có ai muốn cày cả đời không? Nên là đây, điểm quyền lực là 0 đến 10 thì tôi muốn 9 điểm thôi, 10 điểm làm chi, còn điểm nó còn để cố gắng, còn để cho người mình tự mãn. Người ta nói là quả còn xanh là quả rồi sẽ hường, mà quả chín rồi nó sẽ bị thối rữa. Nên là cái người mà cái gì tôi cũng biết rồi, tôi đủ rồi, tôi quá xuất sắc là sẽ bị tự mãn. Mà tự mãn thì nó giết chết bản thân. Nên là mình phải biết là mình hươm hươm thôi để mình còn cố gắng. Nên là thôi xin phép 9 điểm năm 45 tuổi 2030 à, 9 điểm về tài chính, về kiến thức, về mối quan hệ, về như thứ đó, được chưa? Còn bạn muốn năm mấy chín nào mình 9 điểm thì tùy mình nha. Ở đây các bạn nào dưới 18 tuổi không? Không ai dưới 18 tuổi đúng không? À, này đang nghĩ tới 18 tuổi cái khác, mà không không phải tuổi đời mà phim 18 tuổi. Đời nó hay vậy, nói này hay nghĩ kia lắm. Mời quý vị quay về với hiện tại ngay lúc này, là lúc 9 giờ 5 phút ngày 7 tháng 8 năm 2023. Quay về với hiện tại. Bởi vì cuộc sống của chúng ta, con người chúng ta hay bị đi xa. Tư tưởng suy nghĩ cứ ngồi đây nè, thân xác ở đây mà tâm hồn ở đâu rồi? Nhà, ở bà, ở quán, ở bạn, ở gia đình, ở trong nợ, ở trong ngân hàng, ở trong nỗi đau, ở trong tổn thương, ở trong những sự sung sướng, những sự đau khổ. Nên là chúng ta không có xác thân hồn nhập thể tại một chỗ à, đây là thời lời của Minh Niệm nói, mình chỉ nói lại thôi vì mình chưa có lên cái tầng đó, nhưng mà mình thấy rất đúng, mình còn đang tập thôi. Quay lại.